Chú ở bên Bác Hồ. Chú Nga đi bộ đội. Sao lâu quá là lâu. Nhớ chú, Nga thường nhắc. Chú bây giờ ở đâu? Chú ở đâu, ở đâu? Trường Sơn dài dằng dặc, Trường Sa đảo nổi chìm, hay Kon Tum, Đắk Lắk. Mẹ đỏ hoe đôi mắt, ba ngước lên bàn thờ. Đất nước không còn giặc, chú ở bên Bác Hồ. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng.